Theo nhận định, thị trường bất động sản có thể bật dậy bất cứ lúc nào. Theo dự báo của một số chuyên gia, sau thời gian bị nén quá lâu, có thể một số phân khúc sẽ bùng nổ về giao dịch, cơn sốt đất có thể diễn ra cục bộ ở một số địa phương. Việc một số trang giao bán tạo sóng để tìm kiếm thông tin người mua lúc này cũng cho thấy, thị trường rất có thể xảy ra kịch bản nóng sốt khi mà người bán tăng cường việc đẩy thông tin có lợi để đánh vào tâm lý các nhà đầu tư. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện do giãn cách xã hội kéo dài, thị trường ngưng các hoạt động mua bán bất động sản do không thể đi lại. Tuy nhiên, thông tin dự án vẫn được các chủ đầu tư, sàn, môi giới tiếp cận khách hàng qua các kênh online. Điều này cho thấy, thị trường bất động sản vẫn đang chuẩn bị tâm thế để bật dậy, ngay sau khi dịch được kiểm soát. Theo dự báo của một số chuyên gia, sau thời gian bị nén quá lâu, có thể một số phân khúc sẽ bùng nổ về giao dịch, cơn sốt đất có thể diễn ra cục bộ ở một số địa phương. Trong đó, đất nền, nhà phố, căn hộ giá trung cấp, bất động sản nghỉ dưỡng được liệt vào các phân khúc đáng đầu tư, sau khi dịch được kiểm soát. Theo các chuyên gia, những động thái của nhà nước hay địa phương về quy hoạch đều đã và đang bị giới đầu cơ lợi dụng để tung tin, thổi giá đất tạo các cơn sốt đất ảo. Điển hình trong số này phải kể đến việc điều chỉnh phê duyệt quy hoạch chung khu kinh tế Vân Đồn, Cần Giờ, Phú Quốc. Mỗi lần địa phương đề xuất điều chỉnh và được chính phủ phê duyệt, thì bất động sản các khu vực này cũng điều chỉnh giá bán theo chiều hướng tăng cao hơn. Chia sẻ mới đây, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc Bộ phận Nhà ở CBRE Việt Nam cho rằng, sốt đất luôn diễn ra. Hết cơn sốt này sẽ hình thành cơn sốt khác theo nhịp thị trường. Bởi bản thân sốt đất là hiện tượng thường xuyên xảy ra trên thị trường, ở các khu vực có xu hướng phát triển về hạ tầng, quy hoạch mới. Theo ông Kiệt, sốt đất dựa trên việc đất đai bị đẩy giá cao so với thực tế trong khoảng thời gian ngắn, lượng mua bán diễn ra liên tục. Theo đó, trong tương lai, các cơn sốt này còn diễn ra, có thể không diễn ra ngay sau khi dịch được kiểm soát, nhưng sẽ âm ỉ và diễn ra sau đó. Dự báo sau dịch nhà đất sẽ sốt nhẹ, cảnh báo tránh xa loại bất động sản này. Khi đầu tư đất nền, điều quan trọng nhà đầu tư cần nhận biết, đâu là biểu hiện của sốt ảo, đâu là sản phẩm có giá trị thực, có thể sinh lời lâu dài. Có ý kiến cho rằng, đây là thời điểm tốt để tham gia thị trường đất nền, nhưng cũng có nhà đầu tư e dè. Vậy, thời điểm nào nên đầu tư đất nền vùng ven? Trả lời câu hỏi này, chuyên gia bất động sản Trần Khánh Quang cho hay, trong nguy có cơ, thời điểm này là thời điểm có cơ hội để đầu tư bất động sản, nhất là đất nền vùng ven. Ông Quang chia sẻ, khi ông khảo sát, thăm dò từ các môi giới, nhà đầu tư địa phương khu vực Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Lâm Đồng, thì thị trường bất động sản chưa có hiện tượng bán tháo, mọi người đang chờ đợi, gồng nhau qua dịch để phát triển. Tuy nhiên, trong đó cũng có khoảng 10-20% người muốn bán bất động sản. Vì thế, ông Quang cho rằng, trong lúc đang ngồi nhà chống dịch nên nghiên cứu sẽ mua bất động sản nào sau dịch. Theo tôi, những vùng đất tốt là những vùng hợp với nhà vườn, có khí hậu tốt, có nhà đầu tư lớn, vùng đất phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ có thể di chuyển trong vòng 60 km, hoặc những vùng đất nghỉ dưỡng có thể di chuyển trong khoảng thời gian 2 tiếng đi xe đều có thể đầu tư tốt trong thời điểm hiện nay. Tôi nghĩ, sau dịch khoảng 3 tháng, sang tháng thứ 4, bất động sản sẽ có cơn sốt nhẹ. Do đó, thời điểm này là thời điểm tốt để chúng ta chọn lựa từ từ, chọn lọc để chuẩn bị sẵn sàng đầu tư. Nên chọn chủ đầu tư có sản phẩm bàn giao vào năm 2023, có pháp lý rõ ràng, nhất là có chính sách thanh toán kéo dài sẽ không bị áp lực về thanh toán. Đó là những sản phẩm đầu tư an toàn nhất, ông Quang nói. Đối với phân khúc đất nền, khi đầu tư, điều quan trọng nhà đầu tư cần nhận biết, đâu là biểu hiện của sốt đất ảo, đâu là sản phẩm có giá trị thực, có thể sinh lời lâu dài. Theo ông Võ Tuấn Kiệt, Giám đốc CBRE Việt Nam, sốt đất là khái niệm biểu hiện bất thường trên thị trường. Biểu hiện của sốt đất ảo đó là tại một thời điểm, trong thời gian ngắn mà giá tăng rất cao, rất nhanh, tốc độ giao dịch sôi động không bình thường. Đối với khu vực nào cũng vậy, để phát triển, thu hút được sự đầu tư bài bản cần có yếu tố chờ như sự thay đổi về hạ tầng, quy hoạch, giao thông. Nếu những yếu tố này không thực sự tồn tại hoặc chỉ tồn tại thông qua những thông tin không được chứng thực thì kéo theo những giao dịch sôi động đó là sốt đất ảo. Hiện tượng của việc sốt đất ảo là sẽ thấy giá lên rất nhanh và xuống cũng rất nhanh. Chu kỳ chỉ có thể trong vòng vài ngày, vài tuần hoặc một tháng, hai tháng là thị trường quay trở lại trạng thái ban đầu. Nhà đầu tư chưa có kinh nghiệm khi thấy khu vực có giao dịch sôi động, có khả năng sinh lời nhanh thì muốn tham gia vào, đó chính là rủi ro đầu tiên phải hứng chịu, ông Kiệt lưu ý. Cùng với đó, theo vị chuyên gia này, đất có giá trị thực phải có cơ sở hạ tầng đầy đủ, chứ không phải mua khu bất động sản tắt đèn, tức là mua mà không biết đến khi nào dân đến ở thì rất nguy hiểm. Cũng theo ông Quang, rủi ro lớn nhất khi mua đất nền là rủi ro về pháp lý. Mua đất nền ở vùng xa rất dễ dính bẫy pháp lý, mua đất mà không biết khi nào được ra sổ, mua đất mà không biết đất nông nghiệp có được xây nhà hay không, cần lưu ý những điều này. Ngoài ra, người mua đất nền cần tìm hiểu kỹ giá đất ở khu vực đầu tư. Ngoài ra, Giám đốc CBRE Việt Nam cũng lưu ý nhà đầu tư khi đầu tư đất nền cần tìm hiểu khu vực đầu tư có nhu cầu thực trong tương lai hay không.
đó là yếu tố sẽ quyết định khu vực đó có phát triển bền vững hay không, điều này tạo nên giá trị lâu dài cho việc đầu tư. Cuối cùng là những yếu tố then chốt giúp bất động sản sống tốt trong và sau đại dịch COVID-19. Bất chấp dịch COVID-19, các chuyên gia vẫn cho thấy sự lạc quan về cơ hội mở ra đối với thị trường bất động sản. Tuy nhiên, xu thế chọn mua bất động sản của khách hàng cũng đã có nhiều thay đổi. Vậy đâu là những yếu tố khách hàng quan tâm trong thời điểm hiện tại? Nhu cầu tìm mua bất động sản vẫn tăng trong đại dịch. Theo nghiên cứu tổng hợp của một chuyên trang giao dịch bất động sản, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thị trường bất động sản trong hai quý qua vẫn có điểm sáng tích cực, mức độ quan tâm và nhu cầu giao dịch tăng qua từng tháng. So với quý 1 năm 2021, số lượng người tìm mua và thuê bất động sản tăng hơn 54% trong quý 2, lượng khách hàng đăng tin giao bán tăng hơn 3%. Mức độ quan tâm tìm kiếm nhà đất trên toàn trang tăng 8% so với quý 1 năm 2021 và 13% so với cùng kỳ 2020. Dù thị trường đang đứng do dịch bệnh, nhưng nếu so với 10 năm trước loại hình bất động sản nào cũng đã tăng giá trị khá cao. Và 10 năm sau, giá trị của bất động sản cũng sẽ tiếp tục tăng. Nhận định của chuyên gia đã lý giải cho việc thị trường bất động sản vẫn đón nhận tín hiệu tích cực trong đại dịch. Đây vẫn sẽ là kênh trú ẩn an toàn trước các biến động kinh tế. Tuy nhiên, đại dịch cũng đã làm thay đổi quan điểm về các sản phẩm bất động sản và tiêu chí lựa chọn của nhiều nhà đầu tư. Giờ đây, khách hàng sẽ quan tâm đến những yếu tố then chốt tạo nên sự phát triển ổn định, lâu dài. Theo đó, vị trí của dự án là yếu tố đầu tiên cần được đánh giá. Dự án phải nằm ở khu vực trung tâm giúp duy trì giá trị bất động sản. Tiếp đến là khả năng sinh lời bền vững như tiềm năng tăng giá, khai thác cho thuê. Yếu tố pháp lý minh bạch, đơn vị phát triển uy tín sẽ giúp đảm bảo sự an toàn và tính thanh khoản cho sản phẩm. Ngoài ra, dự án sở hữu hệ thống tiện ích đồng bộ, đa dạng, đáp ứng được mọi nhu cầu của cư dân trong nội khu cũng được đánh giá cao. Siêu thị bất động sản 0909339019, Zalo trên Viber. Chi tiết về sản phẩm, tư vấn vị trí đẹp, đầu tư lướt sóng, đầu tư dài lâu và nhận ký gửi. Cập nhật những tin tức hình ảnh mới nhất, chính xác nhất. Chúc quý vị xem tin và clip vui vẻ.